chào quý vị và các bạn. Sau những ngày nồm ẩm thì miền Bắc lại chuyển rét. Từ trưa chiều nay thì không khí lạnh kết hợp với hoạt động của hội tụ gió ở các mực khí quyển đã gây mưa nhiều nơi ở trên khu vực Bắc Bộ, cùng với nền nhiệt độ giảm đi đáng kể so với ngày hôm qua. Như lúc 13 giờ trưa nay ở tại Mẫu Sơn của Lạng Sơn, nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh, nhiệt độ chỉ đạt mức là 8,2 độ, trong khi cùng thời điểm ngày hôm qua nhiệt độ là 14,4 độ C. Ở tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm hơn 2 độ, chỉ còn là 21,2 độ vào trưa nay. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn xuống và chi phối toàn bộ thời tiết ở miền Bắc. Kết hợp với hình thế gây mưa trên cao nên mưa tiếp tục diễn ra trên toàn khu vực. Trong đó các tỉnh ở khu vực Tây Bắc và khu vực Việt Bắc có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 30 đến 70mm trong vòng 24 giờ. Riêng ở tại khu vực Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên trên các sông suối nhỏ thượng lưu ở lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với đỉnh lũ ở dưới báo động 1. Đặc biệt với các tỉnh vùng núi như ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất rất nguy hiểm. Nền nhiệt độ tiếp tục quá trình giảm sâu, biên độ nhiệt ngày đêm thấp, trời rét đậm với mức nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 10 tới 16 độ tại khu vực Trung Du, Đồng Bằng. Riêng các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm thấp hơn, trời rét đậm, có nơi rét hại. Và tình trạng này sẽ còn kéo dài sang hết ngày 17 tháng 1. Đới gió đông bắc của khối không khí lạnh dồn xuống khu vực miền Trung cũng khiến cho thời tiết khu vực này biến đổi. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến tận Phú Yên và Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa vừa và dông. Trong đó trọng tâm mưa sẽ là khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Quảng Ngãi, với những điểm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa dông là sự giảm đáng kể của nền nhiệt độ. Ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thì trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Ở khu vực từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ cũng dưới 26 độ. Riêng hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận, ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ trưa chiều là từ 28 đến 31 độ. Trong khi thời tiết ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ có sự biến đổi mạnh mẽ do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn ổn định. Tại đây ngày mai trời nắng nhiều, độ ẩm không khí trưa chiều giảm thấp và nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 26 tới 29 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Riêng khu vực cao nguyên, nhiều khả năng nhiệt độ về đêm và sáng sẽ thấp hơn so với những ngày trước, trời rét với mức nhiệt độ vào khoảng từ 14 tới 17 độ. Lưu ý là thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng chỉ đạt 12 đến 13 độ do yếu tố địa hình. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tàu thuyền không nên hoạt động để đảm bảo an toàn. Như vậy, do gió mùa tràn về, Bắc Bộ có mưa diện rộng và rét đậm, rét hại xuất hiện trong 2 ngày tới. Trung Bộ cũng có mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và nhiệt độ giảm dần. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tiếp tục ổn định với nắng nhiều vào trưa chiều. Và đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 15 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! We'll be right back.